Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì mình chia sẻ và giới thiệu cho các bạn là tham gia vào một cái dự án mới có tên là Pixel Tab, Pixel VC. Thì cái kèo này thì chúng ta cũng khai thác ở trên cái ứng dụng là Telegram. Thực ra thì cái kèo này thì cũng ra mắt cách được khoảng tuần rồi, tuy nhiên thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, và ngày hôm nay thì mình cũng đã xem và tìm hiểu kỹ về cái kèo này và mình thấy nó khá là tiềm năng, và đặc biệt thì cũng đã được sàn Binance nhắc tên, cho nên là mình quyết định chia sẻ cho các bạn là tham gia vào cái kèo này. Thì các bạn nào chưa tham gia vào kèo này thì mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Thì cách khai thác thì nó cũng tương tự như các cái kèo khai thác khác ở trên cái ứng dụng Telegram. Và đây là cái trang Twitter chính thức của dự án Pixel VC, chiến đấu để tạo và kiếm tiền trong Xeon thế giới AI tạo ra. Và cái trang Twitter này thì có đã kết tích vàng, và đặc biệt là có 287.354 người theo dõi. Đó thì cái một cái lượng người đã theo dõi và tham gia vào cái dự án khá là đông đảo. Và đặc biệt thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên dưới này thì đã được sàn Binance nhắc tên. Đây. Hãy cho chúng tôi biết bạn bị ám ảnh mà không nói cho chúng tôi biết bạn bị ám ảnh điều gì. Đó, các bạn có thể thấy về cái phần mà về trang trang cái trang sàn Binance họ đã nhắc tên đến cái dự án này. Tin tức thú vị này, ứng dụng Telegram Mini của chúng tôi hiện đang được gọi Pixel, khám phá thiết kế với các tính năng mới thú vị của chúng tôi. Và các bạn thân mến, tôi Tab đi và xin chân thành cảm ơn cộng đồng ngày càng phát triển của chúng tôi ở trên khắp thế giới. Bạn là người thay đổi cuộc chơi. Đó, và cái tên token của nó sau này sẽ được chuyển đổi từ cái điểm point của chúng ta. Điểm point của chúng ta đó là cái điểm Pixel Tab, và sẽ được quy đổi sang cái token đó là PixFi. Đây, cái cách tham gia thì nó cũng khá là đơn giản, thì các bạn bấm vào hình tròn giữa hoặc các bạn có thể nhấn vào nút claim. Đó, các bạn nhấn nút claim như này thì chúng ta sẽ claim được cái điểm point lên bên trên này. Đó, ngoài ra thì ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần này, chúng ta sẽ chuyển đổi sang cái phần ngôn ngữ tiếng Việt. Đó, ở đây thì nó không có cái phần ngôn ngữ tiếng Việt, tuy nhiên thì nó sẽ các bạn vào nó sẽ hiển thị cái phần tiếng Việt cho chúng ta ở đây này. Đây, cho bot của bạn ăn mỗi 8 giờ và nhận phần thưởng, tức là 8 giờ chúng ta sẽ đây là cái phần mà chơi cái phần game nhé, và nhận phần trăm bạn bè của bạn và thậm chí bạn bè của họ, và chiến đấu để cung cấp mã thông báo với những người chơi thực sự khác nhau. Ở đây là chúng ta sẽ chỉ chọn hai cái con bot chơi chiến đấu với nhau. Bạn càng giành được nhiều chiến thắng thì bạn sẽ càng nhận được nhiều phần trăm nguồn cung cấp mã thông báo. Đó, thì trên đây là toàn bộ cái phần thông tin giới thiệu sơ qua về dự án. Cái phần chơi các bạn bấm vào đây này, chúng ta sẽ chọn chiến đấu này. Đó, mình sẽ chọn cặp này, chơi bắt đầu. Ok, đấy các bạn xem chiến đấu nhé. Nói chung là về cái phần game này thì mình cũng không thành thạo lắm, cho nên là mình cũng không thể là mình sẽ tìm hiểu sâu khác sâu sau và mình chia sẻ với các bạn sau. Và ở đây thì nó có cái phần mà mời bạn bè tham gia. Mời bạn bè tham gia ở đây nó sẽ có cái phần đặc biệt, đó là cái người mà có tài khoản Telegram thường thì các bạn sẽ nhận được 2.000 cái điểm point, và các bạn mời được cái người mà có cái tài khoản Telegram gói Premium, tức là cái gói cao cấp ấy, thì chúng ta sẽ nhận được là 10.000, cộng 10.000 cái điểm point, ghi điểm 5% bạn bè của bạn, cộng thêm 1% từng lượt giới thiệu của họ, tức là tuyến dưới F2 các bạn, tức là hưởng Z2 tầng. Các bạn nhấn vào đây thì chúng ta sẽ ra cái phần liên kết này, các bạn copy cái liên kết này mà gửi lên các cái trang mạng xã hội vào nhóm để chúng ta chia sẻ mời bạn bè tham gia. Mục chiến đấu này, mục chiến đấu thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi, thì cái con bot này chiến đấu, các bạn càng chiến đấu nhiều thì chúng ta sẽ tăng được cả cái tốc độ khai thác cái điểm point lên. Và phần cuối cùng nó là sẽ phần là nhiệm vụ. Đây, con bot nó đang chiến đấu nhé. Mình sẽ back lại này. Cái phần nhiệm vụ là cái phần cuối cùng. Mình đang chơi game thì mình phải thoát ra, thì thoát hẳn game ra mới được. Đây, công trình kỹ thuật đang bị nâng cấp. Rồi mình sẽ phải vào lại. Đó, các bạn cứ hiện lên cái màu vàng đậm thì chúng ta có thể làm được. Các bạn nhấn vào phần nhiệm vụ nhé. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các nhiệm vụ tương tự như các cái kèo khai thác cái ở trên Telegram khác nhé. Thì ở đây thì chúng ta sẽ join vào cái nhóm Telegram để nhận 25.000 điểm point. Các bạn nhấn join vào. Sau đó các bạn back lại, chúng ta nhấn claim. Join tiếp một nhóm nữa này.
chúng ta nhấn join này, các bạn back lại chúng ta nhấn claim. Nhóm recode để nhận 10.000, cái này các bạn không cần tham gia cũng được. Các bạn chờ nó hiện thông tin chữ claim là chúng ta claim được. Rồi còn hai cái nhiệm vụ nữa là đăng ký ở trong bảng điều khiển này, cần phải làm gì? Đăng ký trong bảng điều khiển, hoàn thành nhiệm vụ nhận phần thưởng và tăng cơ hội của bạn ở trong rồi go này. Ở đây thì các bạn nhập cái địa chỉ email của bạn vào đây, các bạn nhập địa chỉ email vào đây, sau đó các bạn đánh tích này, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn đăng nhập, hoặc các bạn có thể chọn cái tài khoản Google. Đây mình sẽ chọn tài khoản Google đăng nhập vào cho nó nhanh. Ok, nhận phần thưởng của bạn này. Rồi thì cái phần này thì mình sẽ để cái mã giới thiệu của mình ở dưới phần mô tả của video, thì các bạn nhập vào, các bạn nhập mã mời của mình thì các bạn sẽ nhận là thêm 30 PIX các bạn nhé. Sau khi các bạn nhập xong thì chúng ta sẽ nhấn xác nhận. Đó, nó sẽ chuyển qua cái phần hồ sơ như thế này. Nó sẽ có cái phần ví này. Sau này thì nó sẽ cho chúng ta kết nối với sàn Bybit này, kết nối với cái ví Trust Wallet hay là cái ví gấp 3 của sàn OKX. Còn cái MetaMask này chúng ta sẽ kết nối với cái ví MetaMask. Kết nối các cái ví như thế này thì chúng ta sẽ hoàn thành, chúng ta sẽ nhận được khá là nhiều nhiều cái điểm. Ví dụ như các bạn kết nối với sàn Bybit, chúng ta sẽ nhận được 1.000 PIX token giới thiệu này. Đó, thì đây là cái phần mã mời này. Đây là mã mời của mình nhé, và liên kết giới thiệu này. Đó thì các bạn copy cái mã mời của các bạn, mời bạn bè tham gia. Phần ví này, ví này mình chưa kết nối, mình sẽ kết nối sau. Và các bạn kết nối ví thì mình khuyên các bạn là lên kết nối với cái ví phụ nhé. Trong này thì nó cũng có cái phần nhiệm vụ này để cho chúng ta nhận thêm nhé. Ví dụ như là đi đến này, chúng ta join vào cái nhóm Telegram, cái nhiệm vụ thêm ấy để chúng ta nhận 1.500 pick. Nhiệm vụ này vẫn chưa làm được hay sao các bạn? Rồi cái này thì các bạn cứ nghiên cứu, chúng ta sẽ làm sau nhé. Ở hiện tại thì nhiệm vụ này vẫn chưa làm được. Hồ sơ này. Rồi sau khi các bạn làm xong cái nhiệm vụ này, các bạn quay trở lại đây, chúng ta claim cái điểm này. Thì cái phần trang này thì các bạn tạm thời chúng ta làm sau. Rồi còn một cái nhiệm vụ nữa, đó là follow Twitter này. Thì nhiệm vụ này mình làm rồi, mình chỉ việc claim thôi. Đó, như vậy là đã hoàn thành xong hết tất cả các cái nhiệm vụ. Đây các bạn nhấn claim này. Thì cái cách tham gia thì nó khá là đơn giản thôi. Các bạn kích vào link. Sau khi các bạn kích vào link thì nó sẽ ra cái phần như thế này. Thì các bạn kích vào cái nút fit ở đây này. Đó, nó sẽ ra sổ ra cái trang. Và các bạn chỉ việc bấm vào đây hoặc chúng ta claim ở đây thôi. Cách tham gia khá là đơn giản như vậy. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.